Trước Tết, những cây đào xuống xe mang theo sắc xuân. Sau Tết, chúng lại lên xe trở lại nhà vườn. Những ngày này, trên các tuyến đường của thủ đô, không khó để bắt gặp những chiếc xe rong ruổi khắp các con phố mang theo sắc đào từ phố về vườn, nơi chúng sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng để có thể ra hoa chào đón dịp năm mới tiếp theo. Cứ mùng 6 là bắt đầu đi thu về, có thể từ nay đến ngoài rằm khoảng 20 là đào đã về hết vườn rồi. Đi thu đào thời gian cao điểm thì ngày anh chạy khoảng 4-5 chuyến. Đó, thu thì có tùy, có thể đi từ 3-4 giờ sáng có đến 10-11 giờ đêm. Những năm gần đây, nhu cầu thuê cây cảnh chơi Tết gia tăng khi đây là lựa chọn kinh tế hơn so với mua và việc chăm sóc đào cũng không phải là dễ. Vậy nên những ngày sau Tết cũng là thời gian cao điểm tại các nhà vườn. Không khí làm việc chẳng khác cách đây một tháng là bao. Ai nấy đều tất bật trồng lại những gốc đào chuẩn bị cho vụ mùa mới. Cái kinh tế đầu tiên, tức là nếu mà khách hàng mà mua thì sẽ đắt hơn thuê. Người ta sẽ trả coi như trước rằm tháng riêng thì đầu xe là luôn luôn phải 2 đầu xe và 3 đầu xe. Thợ thì 4 đến 5 thợ theo xe để đi chuyển cây về vườn. Có rất nhiều khách hàng, tức là những cây đào mà năm ngoái đã bày ở gia đình hoặc cơ quan đấy nó hợp với cả cái khuôn viên đấy. Khách gọi điện nên chỉ hỏi là cây năm ngoái của anh có được không hay cây cơ quan của anh có được hay không. Để có một cây đào đẹp, nhà vườn phải bỏ ra nhiều công chăm sóc như xử lý rễ, cắt tỉa, xuống đất. Những khâu công đoạn đó có vai trò quan trọng quyết định sự thành công của một mùa vụ mới. Cây đào này chăm sóc như là chăm sóc con mọng. Không có kỹ thuật thì không thể được chăm sóc được cây đào là ra đúng dịp Tết. Nhiều yếu tố lắm, chứ không phải là đơn giản vì thời tiết không. Nó về cả kỹ thuật, về cái sự chăm sóc trong cả một năm. Theo các chủ vườn, chăm đào như chăm con mọng và những gốc đào đã trưng trong dịp Tết giống như đứa trẻ đang ốm. Vậy nên việc sớm đưa đi trồng lại sẽ có tỷ lệ phục hồi cao hơn. Ngay từ những ngày đầu năm, quá trình chuẩn bị cho vụ mùa mới đã bắt đầu, mang theo những niềm hy vọng của người dân về một năm mưa thuận gió hòa và đào sẽ lại nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán năm sau.